Vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa, không phải hoàng đế Tần Thủy Hoàng, cũng không phải hoàng đế Khang Hy. Vị vua được người đời Trung Hoa cho là vĩ đại nhất chính là hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sinh năm 599 và mất năm 649. Ông là vị vua thứ hai của triều đại nhà Đường, triều đại hoàng kim nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông chính là người đã khuyên cha đứng lên lật đổ nhà Tùy, nên ông được xem như đồng sáng lập nhà Đường cùng với Đường Cao Tổ. Mặc dù lên ngôi sau sự kiện Huyền Vũ Môn, sự kiện tranh giành quyền lực, khi đó Lý Thế Dân đã giết chết hai người anh em của mình là Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, nhưng người đời vẫn công nhận Đường Thái Tông là vị hoàng đế tài ba lỗi lạc. Nhà Đường dưới thời của ông đã phát triển về kinh tế và quân sự, đưa Trung Quốc trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Lãnh thổ nhà Đường khi đó bao gồm hầu hết đất nước Trung Quốc ngày nay. Trong thời gian tại vị, Lý Thế Dân đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của một vị hoàng đế trị vì anh minh, thân cận với hiền thần, tránh xa tiểu nhân, thưởng phạt rõ ràng, chăm lo đời sống của bách tính nhân dân. Do đó ông được xem là vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa.